Dạ Bốn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Bốn lại về với núi rừng Quan Tâm cả nhà ơi. Sau bao nhiêu ngày chuẩn bị thì hôm nay Bốn cùng với các anh chị em ở trong đoàn sẽ đến thăm và tặng quà cho bà con ở xã Đắc Côi, huyện Con Rẫy, tỉnh Quan Tâm cả nhà. Đắc Côi là một xã thuộc vùng sâu vùng xa và có dân số gần 100% là người đồng bào thuộc dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Ba Na, Gia Rai, Sơ Đăng. Người dân nơi đây vô cùng khó khăn vì đất canh tác có hạn, chủ yếu là đất đồi núi sỏi đá. Vì thế nên chỉ trồng được cây mì, cây bắp thôi cả nhà ơi. Kinh tế rất là thấp. Hơn thế nữa, địa hình nơi đây một bên là núi, một bên là sông. Giao thông đi lại rất là khó khăn. Bà con chủ yếu đi vô làng bằng cầu treo. Vì thế nên là ô tô không thể tiếp cận vô sâu vô sát được. Rất là khó khăn cả nhà ơi. Hôm nay được sự trợ duyên của chị Phương Thức ở Long An nên Bốn cùng với mọi người có tổ chức một cái chương trình tặng quà cho bà con ở nơi đây. Tổng hôm nay có 123 phần quà, trị giá mỗi phần quà là 293.000 đồng. Đó, thì tổng cái số tiền của đợt quà này là khoảng là 36.039.000 đồng. Tổng số tiền này là được chị Phương Thức tài trợ nhé. Chào chị, chị có thể nói vài lời với bà con không chị ha? Dạ, con tên là Phương Thức, con ở tỉnh Long An lên Con Tum hôm nay. Con có ít quà nho nhỏ gửi đến bà con Con Tum, đồng bào ở đây. Và trước tiên cho con xin cảm ơn là trưởng thôn và chủ tịch xã ở đây đã sắp xếp cho con một cái chỗ để phát quà cho bà con. Và sau đó con cũng cảm ơn các bà con đã có tấm lòng đến nhận món quà nho nhỏ của con. Và con xin chúc bà con sức khỏe giàu giàu, vạn sự bình an. Và ngoài ra thì Bốn cũng có kêu gọi thêm được 3 triệu đồng để mua một ít bánh kẹo phát tặng cho các em nhỏ ở nơi đây, cho các em nhỏ nó vui. Được sự trợ duyên từ bạn Huynh ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, 500.000 đồng. Chị Ba Trà là chị ba ruột của Bốn cả nhà, cũng ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, 1 triệu đồng. Và chị Hai Tuyền cũng là chị ruột của Bốn luôn, ở Con Tâm gửi 1 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Hôm nay chị Phương Thức ở Long An có lên tận nơi ở Con Tâm để phát tận tay từng món quà cho bà con ở nơi đây luôn cả nhà ơi. Thật sự là Bốn rất là quý cái tình cảm của chị Phương Thức dành cho bà con ở nơi đây. Bốn cũng xin thay mặt bà con cảm ơn chị và tất cả mọi người rất là nhiều. Ba thương ta vì con chân mẹ, mẹ thương con vì con chân ba, cả nhà ta cùng thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Ủa thầy không hôn à? Các con lớn lên, em to lên rồi cô sẽ cho các con quà nha. Cô sẽ cho bánh kẹo kia nè, các con có thích không? Thưa cô thích. Dạ thích đi. Đó, ta đây là bánh kẹo lớn lên nha. Mình đưa tay lên nè. Tay đâu? Rồi bây giờ các con hát cái bài. Đưa hai tay ra nào, thuộc không? Bây giờ hát này thuộc không nha. Hai, ba. Đưa hai tay ra nào. Đứng múa này. Nắm lấy cái tay này. Lắc lư cái đầu. Lắc lư cái đầu. Ô sai tầm ra. Ô sai giỏi quá. Đưa hai tay ra nào này. Nắm lấy cái eo này. Lắc lư cái mình nè. Em quý ở đây luôn. Ô sao bé không lắc. Đưa hai tay ra nào này. Nắm lấy cái chân này. Lắc lưng cái người nè. Lắc lưng cái người. Ô sao bé không lắc. Ô sao bé không lắc. La 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 la. Ồ, cô thấy có một số bạn làm rất là giỏi nhưng mà một số bạn không chịu làm gì hết. Rồi cô cũng khen các con giỏi nè. Giỏi. Rồi bây giờ các con thùng là gì nữa nè, con hát đi chị Thanh nè. Đi nha. Con chị Thanh nè. Thanh hết. Em lái nữa. Hôm nay em cũng có cái gì đó. Một con nghe ra này con lên bờ, 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 l
Lên, có nít là lên để cho anh chị nè. Mấy cháu kia còn nít đó không? Ôi trời ơi. Con là bốn, con làm bên kênh YouTube Từ Thiện Tây Nguyên. Thì hôm nay là con xin phép chào quý cô chú anh chị và bà con ở trong xã Đắc Côi của mình nha. Thì hôm nay con hữu duyên con được sự kết nối của một vị mạnh thường quân là chị Phương Thức ở Long An đó, thì cũng có một ít tình thương, có một ít quà gửi tới cho bà con ở xã Đắc Côi của mình đó. Thì ở đây là Đắc Côi, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum nha quý cô chú anh chị đó. Thì hôm nay thì có ít quà, là chính xác là 123 xuất quà đó gửi tới cho bà con. Ở trong đó bao gồm là có là chủ yếu là nhu yếu phẩm thôi, gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, xì dầu, muối đó. Thì tí nữa thì bà con của mình là cứ đi theo hàng lên ở phía trên này, là đi theo hướng phía bên này giùm con ha. Đi theo hướng phía bên tay trái bờ của bà con đây nè, là đi dọc qua rồi mình nhận theo thứ tự đó rồi mình về ha. Đó, chứ mình đừng có đi lộn xộn. Ví dụ ai có phiếu thì lên trước giùm con nha. Rồi còn ai mà không có phiếu hay là như thế nào đó thì tí nữa phát xong là nếu còn là con sẽ phát thêm. Chứ còn ai mà có phiếu thì con mới ưu tiên phát trước nha. Con cũng mong cho bà con là thông cảm giùm con ha. Đó, thì hôm nay là được sự hữu duyên của Mạnh Thường Quân, thì em cũng xin thay mặt bà con gửi lời cảm ơn tới chị Phương Thức nha. Đó, và em cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền địa phương của xã Đắc Côi, thì cũng đã tạo điều kiện cho em kết nối được với Mạnh Thường Quân và các anh chị em ở trong đoàn để tới đây có thể gửi một ít tình thương tới bà con. Dù ít hay là nhiều, đó cũng là một cái tình thương của cá nhân của Mạnh Thường Quân và cộng đồng nói chung tới bà con ở nơi đây. Cũng chúc cho bà con mạnh khỏe, bình an và ngày càng phát đạt, làm ăn phát đạt ha. Em chào chị. Chị có thể nói vài lời với bà con không chị ha? Dạ, con tên là Phương Thức, con ở tỉnh Long An lên Kon Tum hôm nay. Con có ít quà
nho nhỏ gửi đến bà con Kon Tum đồng bào ở đây. Và trước tiên cho con xin cảm ơn là trưởng thôn và chủ tịch xã ở đây đã sắp xếp cho con một cái chỗ để phát quà cho bà con. Và sau đó con cũng cảm ơn các bà con đã có tấm lòng đến nhận món quà nho nhỏ của con. Và con xin chúc bà con sức khỏe giàu giàu, vạn sự bình an. Dạ đó, cô chú anh chị, đó là những cái lời hết sức là tình cảm của quý vị Mạnh Thường Quân tới bà con. Sau đây là em cũng xin hỏi một vài câu tới bên chính quyền địa phương của mình ha. Chị cho em hỏi chị tên gì và hiện tại chị làm cái gì ở xã, chức vụ của là gì ạ? Chị là y hội, hiện tại là phó bí thư thường trực chủ tịch hội đồng dân xã. Dạ. Đức Côi. Dạ, chị có lời gì muốn nói với lại cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các anh em cùng với bà con ở đây không ạ? Vâng, thì trước tiên thì thay mặt chính quyền, thay mặt thường trực hội đồng đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, và cũng là thay mặt cho tất cả các bà con nhân dân trên địa bàn xã Đắc Côi, xin cảm ơn tới Mạnh Thường Quân đã quan tâm tới hỗ trợ tới nhân dân xã Đắc Côi. Xã Đắc Côi thì rất là còn nhiều các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì thay mặt thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đắc Côi xin gửi lời chúc Mạnh Thường Quân luôn mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, và một lần nữa và rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã quan tâm đến bà con nhân dân xã Đắc Côi. Dạ. Dạ đó bà con ạ, thì được sự hữu duyên của chị Mạnh Thường Quân và được sự phối hợp của chính quyền địa phương thì hôm nay đoàn của bọn con có tới đây là gửi tặng một ít tình thương tới bà con. Mong bà con là sẽ nhận những cái tình thương này. Con cảm ơn bà con rất là nhiều. Và sau đây là chương trình thì bốn xin phép là sẽ hướng dẫn bà con tới để nhận quà nha cô chú anh chị. Dạ, em cảm ơn chị nha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi bây giờ là con nhờ bà con một xíu nha, là bà con đi theo hàng thứ tự, ai có phiếu là sẽ có hết chứ không có không cần phải chen lấn xô đẩy ha, mình cứ từ từ mình đi chứ không khỏi xô lấn xen đẩy để cho khỏi té ha. Bây giờ là con mời là từ phía bên tay trái của bà con là đi theo hướng phía bên này là đưa phiếu cho một người ở đây, xong rồi là mình cứ đi dọc theo cái hướng phía bên này đây mình đi dọc theo cái này là mình nhận quà ở từ cái hướng này, xong rồi tới ở phía bên kia là mình về ha. Ví dụ như bà con nào mà bưng không được hay là như thế nào đó thì mình kéo ra ở phía xa xa về kia rồi chờ xe tới là mình trở về ha. Rồi là mình đừng có đứng lại á, kiểu như là mình nhận chưa được á, mình có thể nhờ các anh các chị ở đây là di chuyển ra giùm cho mình ha. Rồi ok nha, là đầu tiên là em sẽ nhận một cái phiếu, sau đó là em sẽ bịch ni lông này hơi nhỏ ra. Bây giờ em đứng đây là em nhận một cái phiếu, xong là em sẽ đưa một cái bịch ni lông là em bỏ một muối vô, được chưa? Hoặc là em cứ cầm bịch muối em bỏ vô đây nè, xong rồi cái là ai lên đó là em lấy cái phiếu là em đưa cái đây, ok không? Rồi đứng xích qua phía này đó, bịch ni lông này sẽ để vào phía này cho em, ok không? Ổn không? Chị Hai, nhờ chị Hai xíu đứng lên phía trước đây nè, đứng lên phía trước đây nè, đứng ngay chỗ đây nè, là cứ bà con nào đi qua là chị cầm một cái chai xì dầu đây bỏ vô trong bịch ni lông cho bà con là được đó. Bỏ hai cái đây cũng được, bịch ni lông với lại chai nước mắm. Đủ mình đủ quân không ta? Chắc đủ, chị bỏ chai đây là được rồi ha. Anh đứng đây đi, tại vì cái này nó hơi nặng, là có hai ba, hoặc là có người đứng đây cầm cái này giùm em, cầm gửi cho bà con thêm giùm em ha. Hai người đứng đây đi. Rồi ok ha. Không, phía bên đầu đây thu phiếu. Anh em nhờ anh thu phiếu giùm em được không? Rồi đây nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ là mình cứ đi từng người lên giùm con ha. Đi lên từng người giùm con. Là ví dụ như có bịch, có cái túi, có cái bao rồi thì khỏi cần đưa cái bịch, hoặc là bỏ vô luôn cũng được nữa. Rồi đó. Rồi bạn này sẽ đưa một bịch muối. Chị đây là chị hai của bốn sẽ đưa một cái chai nước xì dầu. Chị Thanh sẽ đưa một chai nước mắm.
chị Thức sẽ gửi một cái chai dầu ăn, và bên đây là sẽ đưa một cái thùng mì tôm và một cái túi gạo. Vậy là bà con về rồi ha. Rồi ok. Đáng lý hồi nãy mình hơi tách ra rộng rãi xí đi cho nó dễ dàng, nhưng mà thôi kệ, không sao, không có gặp vấn đề gì hết ha. Rồi ok. Ở đây các em nhỏ thì nhận được bánh kẹo rồi, bây giờ sẽ ra ngoài này là ngồi ăn. Ngon không con? Bánh đó ngon không? Hử? Ngon hả? Dạ chứ. Ủa sao con có nhiều vậy? Bịch nào của con vậy? Hả con trai? À em nói giỡn với bé thôi. Của con cũng. Con cái này của cô, của con hả? Hai cái nào? Anh đây là chơi là hăng nhất nè cô chú anh chị. Đó. Hồi nãy con có bánh chưa? Có rồi hả? Tí nữa mà có bạn nào mà chưa có bánh là nói là đứng đợi một xíu, là tí nữa qua phía kia nhận nha. Ừ. Bà ơi, bà có xe không? Có xe không hay là bà bưng giày sao mà bà bưng về được? Bà có xe không? Có xe cháu hả? À là bưng ra ngoài là đi hả? Là chị đây hả? À dạ rồi. Bà ơi, bà nhận được quà bà có vui không? Vui hả? Dạ. Nhà bà ở gần đây không? Nhà bà ở gần đây không? Không, xa lắm. Xa lắm hả? Vậy bây giờ là xách về hay là có xe? Có con. Con hả? Nhờ con chở hả? Dạ. Rồi con chúc bà mạnh khỏe nha. Bà khiêng ra được không? Để con bưng ra giùm cho. Nhích ra. Rồi để con bưng giùm cho. Để con tắt máy con bưng giùm cho. Đây là toàn bà con, là toàn những người lớn tuổi thôi cô chú anh chị ơi. Thanh niên thì cũng có nhưng mà ít. Toàn những người lớn tuổi là ở nhà là mới đi nhận. Còn những người mà thanh niên đồ cũng đi làm tranh thủ nhận được một chút thôi. Cũng đi làm hết, không có ở nhà. Hơi chậm một chút nhưng mà không sao ha. Mấy chị nói cảm ơn thì cứ nói bằng tiếng của mình nha, không có vấn đề gì nha. Mơ nê là cảm ơn ạ. Nè, bà con mình mà cầm cái bao đây nè, là mở ra trước xong rồi xăng nó xuống. Ở giữa xăng lên. Đúng rồi, xăng như thế này. Xăng như thế này nè. Đấy, đó đúng rồi. Rồi ok, vậy rồi được rồi. Cầm vậy là bỏ vô là nó thuận tiện. Con ơi, con có chưa có bánh kẹo hả? Lại đây. Hồi nãy con có bánh kẹo chưa? Chưa rồi, nãy giờ chạy mấy lần rồi hả? Chưa hả? Lại đây chú sẽ cho con. Đây là không biết là nói có hay không nên nè. Đây, bây giờ là con cầm ở đây, mở ra ha. Chú sĩ. Đây, chú sĩ cho con cái này nha. Bánh ha. Hai ba cái bánh này đi, hai cái thôi. Bỏ mỗi thứ một ít chứ cái bịch nó cũng hơi nhỏ cô chú anh chị. Bỏ thêm ít kẹo cho con nè. Đó. Kẹo lại nữa ha. Rồi là kẹo bò sữa. Được không? Để chú coi thử. Con đứng im chú coi thử thiếu cái gì chú cho cái đó nha. Thêm hai cái bánh này đi, còn bánh với lại kẹo của chú anh chị ạ. Đấy, cho con hai cái này nha. Rồi bốn cầm một tay hơi khó, để chú xem thử còn thiếu cái gì cho con không. Có thạch rau câu nè, cho con thạch nè. Rồi ok nha. Cho con nha. Con nói cảm ơn đi chứ. Giỏi. Các con có chưa? Có bánh kẹo chưa? Hả? Có bánh kẹo chưa? Sao mà dị vậy hả? Ngại hả? Có bánh kẹo chưa? Hồi nãy được phát chưa? Được phát rồi ha. Có bạn nào chưa phát á, thì vô nói vô đây đứng nói chú nha. Được không?
bà con mình mà cầm bao là xăng lên giùm con, xăng lên, xăng là ở giữa lên, xăng như thế này nè, mình bỏ đồ cho nó dễ, đi chậm chậm thôi. Bà con mình vui nè. Không? Vui không? Ai không vui thì đi về nhé. Dặn lên, dặn lên giùm con, đó, mình có cái bao là dặn lên tới một nửa giùm con. Chị dặn hết cái bao này lên một nửa giùm em, dặn hết cái bao lên một nửa nha, để cho nó dễ bỏ đồ vô á. Ha, rồi cứ dặn lên đi. Rồi cho con qua xíu để con phát này. Xin chào con, hồi nãy con chưa có bánh hả? Con chưa có bánh hả? Rồi để cho chú sẽ cho bánh kẹo con nha. Đây, con cầm đây giùm chú. Đây. Chịu. Ok, chịu liền. Không biết ai mà chịu rồi, chịu tới hết á. Đây. Ở nhà nó có nhiều anh chị em không? Có anh chị em ở nhà nữa hả? Cho nhiều một xíu để về cho anh chị em nữa. Đi học hay là sao? Không lên. Nó đi học hả? Bị tật hả? Nó ở nhà không có đi được. Ừ. Bà não hả? Bà não ăn được mấy cái này không? Bánh mềm là ăn được ha. Đây để em cho em bé này cho nó đủ đã nè. Dạ. Để chờ em một xíu nha. Đây. Rồi là bỏ rau câu nữa cho em nhỏ đây. Rồi tương đối rồi. Bây giờ là chị cột lại đây cho nó cầm để cho nó vui cái đã. Đưa nó cái gì đó nó ăn đi. Ừ. Rồi cột lại đưa cho nó cầm đi. Này còn bánh cứng không à? Chị cầm cái ra đi, chị cầm cái bịch ni lông ra đi. Bánh mềm đã là bé ăn được ha. Con trai hay con gái chị? Trai hả? Mấy tuổi? 4 tuổi hả? Bị bại não. Rồi ok. Cái này nó không có bánh mềm nhiều, chứ không là cho nhiều một xíu. Dạ, đợi một xíu nữa chị, cứ nhận đi xong rồi quay lại đây ha. Tại vì một mình em nhận đó. Con có bánh chưa? Hồi nãy con có bánh chưa? Hả? Hồi nãy con có bánh chưa? Không dám trả lời luôn cô chú anh chị ơi. Ây, con cầm giùm cho chú cái này, mở ra. Mở ra, chú sẽ bỏ bánh vô cho con nha. Để mấy cái bánh mềm đây nó hết rồi. Đây, con giặt ra đi, chú sẽ bỏ vô cho con nè. Rồi, ok. Bỏ vô. Bỏ thêm mấy viên kẹo múc nữa cô chú anh chị. Đây, giặt to ra. Đây là kẹo sữa, kẹo con bò. Đây là kẹo ngọt. Đây là bánh Oreo có kẹp sữa. Hay cho con. Thêm cái bánh này nữa. Toàn là bánh kiểu như ăn cũng vui nhưng mà ngọt ngọt. Cũng ít ngọt thôi cô chú anh chị. Đó, ăn bánh gạo rồi cho nó đỡ sâu răng. Rồi, cảm ơn con nha. Các con hồi nãy có chưa? Ừ. Thôi để chú tắt máy rồi chú phát thêm nha. Đủ phiếu không anh? Hết chưa? Gần hết chưa? Không đếm luôn hả? Nhưng mà bên xã mình là phát đủ 123 phiếu rồi đúng không? Chắc cầm phiếu thôi chứ không cần kiểm đâu. Bà con mình làm sao mà có dấu mà đóng đấy được. Không cần kiểm chính xác đâu. Bà con mình chắc cũng không có cái dấu để đi đóng là. Bà con người đồng bào thiệt tình lắm cô chú anh chị ơi. Không có ấy đâu đúng không? Dạ. Cầm cái phiếu là được rồi. Mình những cái bao này mình xăng lên giùm em. Xăng lên một nửa lên. Đó, xăng lên, xăng nhiều lên. Xăng lên như thế này nè. Đó, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Để em đi qua xíu. Mình có cái bao là mình xăng lên, mở ra xăng lên một nửa nha. Như chị này nè. Hoặc là xăng cao hơn một xíu nữa cũng được chị. Đó, để cho dễ bỏ đồ vô. Mình dễ cầm hơn.
Rồi ok, vậy là cũng gần hết rồi đó. Đó cô chú anh chị, bà con ở đây thiệt tình lắm, không không có cái trường hợp mà làm giả phiếu rồi đó. Mà nói mình làm phiếu để cho nó gọn gàng vậy thôi, chứ thiệt ra thì không có ai mà làm giả mấy cái phiếu này làm gì được hết á. Phát kịp không chị? Đó. Đây cầm cái bao, cầm cái bao ra ngoài đây tự bỏ ha. Đấy cho nó khỏi bị ứ động thôi chứ không gì đâu. Cái bao này sao nó hơi nhỏ nhỏ. Đó, bên gạo thì hơi nặng một xíu. Anh à, anh để xuống đá đi, bé nó tự lấy được, anh tới anh phụ cái bên phía mấy anh chị bên bỏ gạo á. Có vẻ như là còn nhiều nhưng mà lại hết bà con rồi ta, còn một số bà con hình như chưa tới hay sao ta. Chắc là chỉ còn dư vài phần nữa thì bốn sẽ xin phép là để lại ở bên bên xã rồi bà con đi làm về lấy sâu nha cô chú anh chị. Đó chứ không không thể nào 100% bà con tới là lấy hết được đâu. Tay. Tay. Con tên gì? A à, gì? Annie. Annie. À, con được mấy tuổi rồi? Con được mấy tuổi rồi? 4 tuổi hả? À, hồi nãy con có kẹo chưa? Hồi nãy con có kẹo chưa? Rồi hả? Ờ à, đứng đây chơi rồi tí nữa chú phát thêm cho con nha. Được không? Tí nữa là chú phát xong cái này là chú sẽ phát phía bên kia, là con quay lại phía bên đó chú cho con thêm nha. Ừ, ok. Đó. Bà con bưng tới đây là chờ làm bà người thân của mình mang xe tới hoặc là chỉnh sửa lại xong rồi là vác đem về hoặc là nhờ ai đó chở về giùm cô chú anh chị ạ. Vậy là buổi phát quà hôm nay cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bố xin gửi lời cảm ơn tới chị Phương Thức ở Long An đã hỗ trợ số quà này gửi đến cho bà con ở nơi đây. Và đặc biệt hơn nữa, đó là chị tới trực tiếp trao tặng từng cái phần quà một cho bà con ở nơi đây. Thực sự rất là quý. Và bố cũng xin gửi lời cảm ơn tới các vị mạnh thường quân khác đã có hỗ trợ một số tiền để mua bánh kẹo gửi cho các em nhỏ. Bố cũng xin gửi lời cảm ơn tới chính quyền địa phương ở xã Đích Côi đã hỗ trợ cho bố có thể phát quà một cách thuận lợi nhất ở nơi đây ha. Đồng thời bố cũng gửi lời cảm ơn tới các anh chị em ở trong đoàn đã cùng với bố phát quà hôm nay tới cho bà con ở nơi đây. Và cuối cùng bố cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với bố ở video này nhé. Bây giờ bố xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc tất cả mọi người luôn sức khỏe, mạnh mẽ, may mắn trong cuộc sống. Bye bye cả nhà.